Thị trường đầu tư đợt này có quá nhiều biến động và mọi thứ biến động đều sinh ra một cái cơ hội cũng như một thách thức. Tuy nhiên hôm nay Hiệp sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị em một cái loại bất động sản mà còn rất lâu mới có thể vào bờ được. Vậy chúng ta hãy cùng xem là cái loại bất động sản này là gì và mình có thể thay đổi lại, dịch chuyển, mình có thể cơ cấu lại cái danh mục đầu tư của mình hay không? Xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Trong video ngày hôm nay, Hiệp sẽ tập trung chia sẻ với anh chị một cái nhóm tài sản, một cái loại hình bất động sản mà theo Hiệp đánh giá nha, cá nhân Hiệp đánh giá là nó sẽ rất lâu mới có thể vào bờ được. Thì đầu tiên thì cũng phải rào trước đón sau một chút, tức là Hiệp là dân bất động sản thật. Tuy nhiên thì Hiệp chia sẻ nó dựa trên hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm với phân tích cá nhân. Có thể đúng với anh chị và cũng có thể chưa hợp lý với anh chị, vì mỗi người một cái suy nghĩ khác nhau mà. Nhưng mà đúng thì mình có thể vận dụng, còn chưa thì anh chị có thể bỏ qua nhé. Cái điều thứ hai nè, Hiệp phân tích dựa trên những cái thông tin thực tế và có sự phân tích rõ ràng thực tế, chứ không chỉ là khẳng định mà không có phân tích. Thì nếu mình coi cái sự phân tích nó logic, nó đúng với suy nghĩ của mình thì anh chị nên. Bởi vì sao? Mỗi khi mà mình dịch chuyển một cái danh mục đầu tư, hoặc mình sắp xếp lại, hoặc mình chuyển hóa từ cái đầu tư A sang cái đầu tư B, thì nó sẽ sinh ra một cái giá trị thặng dư, hoặc là nó sẽ tạo điều kiện tốt hơn. Bởi vì mình đi theo trend, đi theo cái dòng tiền anh chị, thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mới có những cái chuyên gia, mới có rất là nhiều cái tổ chức nghiên cứu, rồi định hướng, rồi hoạch định chính sách anh chị, chứ không phải là đơn giản. Và các cái công ty cũng vậy, các cái công ty lớn ở trên thị trường á, họ đều có một cái tổ chức chuyên về nghiên cứu thị trường, hoặc là họ sẽ thuê những cái công ty ở ngoài, tức là đơn vị thứ ba, để mà nghiên cứu thị trường cho họ. Tức là họ sẽ phải phán đoán, phải phân tích xem cái mô hình và phương pháp đầu tư làm sao cho nó hiệu quả. Thì đối với chúng ta cũng vậy, một cái nhà đầu tư cá nhân chúng ta không có bài bản chuyên nghiệp như vậy. Nhưng đối với Hiệp, Hiệp luôn suy nghĩ là mình phải có cái sự phân tích và định hướng rõ ràng để lên cái kế hoạch một cách bài bản, thì cái tỷ lệ thành công của mình nó cao anh chị. Còn tuyệt đối thì không bao giờ có sự tuyệt đối trong này được ha. Rồi, phải rào như vậy bởi vì khoảng thời gian này á, là cái khoảng thời gian nó nhạy cảm lắm, cho nên nói cái gì sẽ có một cái người này và người kia. Rồi chúng ta hãy cùng vào xem cái loại hình bất động sản này là gì mà Hiệp rất là quan tâm đến cái loại này. Đó là loại hình bất động sản nghỉ dưỡng và phân khúc, mà đặc biệt là phân khúc mà cái giá trị cao anh chị, tính rất là nhiều tiền, vài ba chục tỷ trở lên lại càng khó bán anh chị. Mười mấy tỷ đã khó bán rồi mà vài ba chục tỷ thì rất là khó bán. Và Hiệp có một người bạn thì có một cái căn biệt thự ở Hà Nội. Và trước đây khi mà làm thì cái căn biệt thự đó rất là được chỉnh chu, tâm huyết, mọi thứ đều phải là những cái vật liệu tốt nhất. Nhưng mà khi tổng cái giá trị lại thì thấy là hơn 80 tỷ rồi. Thì vừa rồi cắt lỗ đến 50%, mà đến thời điểm này vẫn chưa bán được nha anh chị, chưa bán được luôn. Còn một số cái loại hình khác, ví dụ như chung cư, thì cái giá trị nó ít mà cái tính hữu dụng, cái tính mà sử dụng được anh chị, nó rất là cao. Cho nên là mọi người có thấy là chung cư Hà Nội và hoặc là đất nền ven Hà Nội vừa rồi là một cái đợt sốt ngắn thôi, nhưng mà đẩy giá lên rất nhanh và cái tính thanh khoản nó rất cao. Vậy nó khác nhau ở cái gì? Nó khác nhau ở hai cái phân khúc này là cái hiệu quả sử dụng nha anh chị. Hiệu quả sử dụng đó là cái đầu tiên Hiệp chia sẻ với mọi người. Bởi vì khi mà mình sử dụng một cái tài sản nó hàng nhiều chục tỷ như vậy thì cái đối tượng sử dụng nó sẽ hẹp hơn và cái tính sử dụng nó khác hoàn toàn luôn, khác hoàn toàn luôn. Đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái dòng tiền. Cái thời điểm này vẫn là một cái thời điểm rất là khó khăn và có nhiều cái biến động về chính trị, biến động về kinh tế nói chung. Vậy thì rất ít doanh nghiệp làm ăn mà nó phát đạt đến mức độ mà họ bỏ nhiều tiền vào để họ mua một cái căn vài ba chục tỷ như vậy. Đó là cái điều thứ hai, tức là dòng tiền đổ vào cái tài sản này nó sẽ hẹp đi rất là nhiều. Và người ta phải tính toán chi li hơn khi mà xuất tiền ra để đầu tư một cái món gì đó. Đặc biệt với một cái món mà vài ba triệu đô la thì cái sự tính toán này nó sẽ càng cao hơn. Thì cái tính thanh khoản thì nó đã khó rồi, huống chi mà xin lời từ cái tài sản này gần như là không ai xin lời. Mà bây giờ đối với những cái loại tài sản như thế này, mọi người đang nói với nhau là cắt lỗ bao nhiêu thì có thể thanh khoản được, chứ không phải là lời bao nhiêu thì chúng ta nên bán. Hai trường phái khác nhau hoàn toàn. Nếu anh chị vừa rồi mà mua đất nền, có rất nhiều người nhắn tin cho Hiệp là bây giờ em lời được mấy trăm triệu rồi, có nên bán hay không?
hoặc là một bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nói là em vừa mới chưa mua xong mà em đã lời 300 triệu rồi, nhưng mà cái miếng của em thấy nó tốt quá cho nên em sẽ để đó, em không bán. Bạn đó comment ở trên kênh của Hiệp như vậy. Thì rõ ràng là tại sao nó khác nhau anh chị? Nó khác nhau bởi vì cái yếu tố thứ ba đó là cái yếu tố thanh khoản. Đó là yếu tố thanh khoản. Cái thanh khoản nó khác nhau hoàn toàn. Một cái kia là bán rất là nhanh, dễ, nhu cầu của thị trường cao. Một cái là tài sản giá trị cao, cái loại bất động sản nghỉ dưỡng anh chị giá trị cao á, thì cái tính thanh khoản nó cực thấp. Cho nên là mặt trắng và mặt đen khác nhau hoàn toàn. Một bên thì là lời bao nhiêu để tôi bán, còn một bên là cắt lỗ bao nhiêu thì có thể bán được. Đó là yếu tố thứ ba. Còn yếu tố thứ tư thì chúng ta hãy nhìn vào vĩ mô một chút xíu. Trong cái bối cảnh kinh tế như thế này thì du lịch vẫn ok anh chị, nhưng mà cái tốc độ phát triển du lịch nó cũng sẽ không cao. Bởi vì đang suy thoái kinh tế thì không thể là tất cả mọi người đi du lịch một cách thoải mái được, không thể chi tiêu một cách thoải mái được. Vì vậy thì cái sử dụng vào cái bất động sản nghỉ dưỡng, cái mật độ sử dụng của nó cũng chưa thực sự cao anh chị, chưa phát huy hết khả năng của nó được. Và vì cái tài sản đó phải khai thác được dòng tiền rất tốt, và cái dòng tiền ở trong xã hội nó phải rất là dư thừa để nó đổ vào đến cái loại hình bất động sản này. Cho nên là đây là cái thời điểm mà có thể nói là đây, cái loại bất động sản này là khó ăn nhất anh chị, khó ăn cực kỳ. Và cái yếu tố thứ năm Hiệp muốn chia sẻ với anh chị thì nó cũng giống như cái bậc thang. Mọi người cứ hình dung như vậy cho nó dễ nè, là bất động sản nó có nhiều cái thứ tự khác nhau. Mấy ông giá thấp thì ông nằm ở dưới này, mấy ông giá cao thì từ từ nằm ở trên cao. Vậy thì khi mà nước dân, tức là dòng tiền của xã hội anh chị nó đang rất là ít, thì nó sẽ chạm với lại mấy ông giá thấp trước, vì nó nằm ở mặt dưới, phía dưới, nó gần nước hơn thì nó sẽ chạm. Khi mà dòng tiền ở xã hội nó nhiều hơn, nó dư thừa càng ngày càng nhiều, hoạt động kinh tế nó phát triển, thì cái gì tiền ở trong xã hội nó cao lên thì nước đó là nó dâng cao lên, thì nó sẽ chạm đến những cái bất động sản nó cao hơn. Thì hầu hết nó là như vậy. Để cho anh chị em cô chú mà xem thì mình có một cái hình ảnh nó gần gũi, nó dễ tưởng tượng hơn. Thì đó là năm cái lý do mà khiến cho cái loại hình bất động sản này nó sẽ rất khó khăn trong khoảng thời gian trước đây rồi, vài ba năm từ lúc Covid trở lại đây rồi, và sắp tới cũng sẽ còn tiếp tục khó khăn. Vậy thì tại sao mà Hiệp phân tích cái điều này cho mọi người? Bởi vì nó có một số cái lý do sau đây. Cái lý do thứ nhất á, là những khán giả luôn theo dõi, luôn yêu quý cái kênh của Hiệp thì cần cái sự phân tích này để cho mà mình nhìn nhận thị trường nó đa chiều hơn, để mình có thể ra cái quyết định hoặc mình có những cái thông tin nó giá trị. Cái điều thứ hai là khi anh chị biết được cái xã hội họ đang cần cái dòng tài sản nào, cái loại hình nào được ưa chuộng, dòng tiền đang đổ vào cái phân khúc nào, thì khi mình dịch chuyển qua đúng cái phân khúc anh chị, nó tạo ra cơ hội cho mình rất là lớn. Còn mình dịch chuyển sai phân khúc thì nó mang lại cái gì? Cái sự rủi ro cho anh chị nè, cái tính thanh khoản nó giảm, tức là cơ hội sinh lợi của anh chị nó thấp. Tức là anh chị phải tốn rất nhiều chi phí cơ hội cho nó mà anh chị lại không bắt được cái cơ hội tốt. Thì đó là khi Hiệp phân tích, Hiệp muốn cho mọi người có được cái góc nhìn để có thể tạo ra những cái cơ hội tốt. Và khi anh chị tạo cơ hội tốt, tức là anh chị phải cơ cấu lại cái danh mục đầu tư của mình. Như đầu video Hiệp đã chia sẻ, khi cơ cấu lại thì mọi thứ nó sẽ trở nên tốt hơn. Có người thì cơ cấu nó tốt, nó thành công, và đặc biệt á, là anh chị không phải cắt lỗ. Còn một số người khoảng thời gian vừa qua, và thậm chí học viên của Hiệp á, Hiệp vẫn hướng dẫn cho mọi người là thậm chí vẫn cắt lỗ anh chị. Cái đó là chuyện rất là bình thường. Mua đâu đó trước đây rồi mình không biết cái phương pháp làm. Ví dụ là cái bạn Hiệp ở Hà Nội cũng vậy. Thì Hiệp chia sẻ là nếu mình muốn cơ cấu lại, hoàn toàn mình có thể dám chắc nhận cắt lỗ đến 50%. 40 tỷ là một con số rất lớn, rất xót ruột anh chị. Nhưng nếu mình chấp nhận cắt lỗ được cái điều này thì mình sẽ có một cái cơ hội khác ở tương lai, và mình có thể sẽ gỡ lại cái con số này là chuyện bình thường. Bởi vì mình đã sai, mình đã tính nó không thực sự kỹ lưỡng, và cái thị trường nó đã thay đổi rồi, thì mình phải chấp nhận trong cái cuộc chơi này. Đó là cái sự mà không thể nào mà tuyệt đối được ở trong quá trình đầu tư. Thì nhà đầu tư chuyên nghiệp nào cũng đều hiểu cái điều này hết anh chị. Thì còn nhiều những cái lý do khác, nhưng Hiệp chia sẻ anh chị là ba cái lý do này. Và điều cuối cùng Hiệp muốn nói với mọi người đó là Hiệp không có muốn dìm cái lĩnh vực này, cái nhóm sản phẩm này, cái phân khúc này xuống. Bởi vì Hiệp có dìm hay không dìm gì thì thị trường nó vẫn diễn ra như vậy. Và bản thân Hiệp là một người làm bất động sản thì phân khúc nào nó hợp lý thì mình chia sẻ một cách nó khách quan thôi. Còn phân khúc nào nó chưa tốt thì mình giúp nhà đầu tư mình tránh được những cái quyết định nó chưa có phù hợp. Chứ không có ý định là
không muốn bán cho một cái doanh nghiệp nào đó, một cái loại hình sản phẩm nào đó, cho nên mình phải làm cái video mình dìm họ xuống. Đây là một cái suy nghĩ hoàn toàn ở tiêu cực, cho nên là Hiệp không bao giờ làm theo cái phương pháp đó, mà mình chỉ làm một cái phương pháp nó wide, nó minh bạch và nó phân tích nó rõ ràng. Và khi những cái giá trị của Hiệp phân tích nó đúng á anh chị, nó hợp lý ấy, thì sẽ được cái sự ủng hộ của mọi người. Còn nếu mà mình đưa ra những cái phán đoán sai ảnh hưởng đến mọi người thì đó là một cái điều mà Hiệp cũng không muốn hướng đến. Cho nên là một lần nữa là cảm ơn tất cả các anh chị đã luôn yêu quý, ủng hộ và tin tưởng đồng hành với Hiệp trong suốt khoảng thời gian qua. Và nếu thấy video chia sẻ của Hiệp hữu ích, nhớ khuyến khích Hiệp và đội ngũ cộng sự bằng like, đăng ký kênh và chia sẻ cái video này để rất là nhiều người ở ngoài cần nhận được cái thông tin giống như anh chị nhé. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem và hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo nha.